Dạ hello, xin chào anh em nha. Hôm nay bên cửa hàng em có lên cho anh em ít phụ tùng nha anh em ơi. Anh em có cần mua phụ tùng gì thì anh em có thể liên hệ bên cửa hàng nhà em nha. Đây. Đó, phụ tùng nhà em thì em sẽ soạn ra từng món nha. Em đang xả một ít lô phụ tùng ra đó nè. Em đang xả nhiều quá. Thì anh em cứ canh mà theo dõi để mà mình mua cái gì mình cần nha anh em. Em xả rẻ thôi chứ không không có cao lên nè, tại vì nguyên một kho hàng của em nó nhiều lắm, cho nên là em cứ xả rẻ để cho anh em mình có nhu cầu mình mua, mình về mình lấy phụ tùng ha nè. Đó, em cứ từ món số 1 cho đến món cuối cùng đó, anh em cứ mua thì anh em lấy thôi nha, chứ cứ bóc ra cái cục nào là em bán cục đó thôi. Như cục này cục số 1 này, cục này TG20 nè ha. Đó, TG20 đây. Ok, anh em cứ gom món lại ha, gom món lại lấy cục này cục số 1 nè. Như cục này thì em bán 80.000 nha, 80.000 thôi, 80.000 cho cục số 1 nha. Đó, 80.000 cho cái cục số 1 nha, TG20 rồi, 80.000 nè cho mã số 1 ha, mã số 2 nè. Có cái cần nha, cần này cần tùm lớn lăn nha, lăn cực tùm lớn lăn, nhưng mà cái đầu bò này, đầu bò này về anh em xử lý cái chỗ này lại nha. Và đầu bò thì lăn em nhé, lăn đầu bò lăn ha. Đó, nguyên cây cần này luôn nha, mã số 2, cần này ống 28 nha. Đó, ok, mã số 2 này bán 200.000 nha, anh em lấy thì chuyển khoản cho em luôn nha, 200.000 cho mã số 2 nha, mã số 2 200.000 thôi. Rồi qua mã số 3, mã số 3 nguyên một đống luôn, nguyên một đống đồ nha, nguyên đống đồ mã số 3. Đây cái đóng rồi của máy xăng nha nè, có một bộ chảo xúc bắp này. Đây chảo xúc bắp này, bình xăng con nè, lửa nè, bô nè, bô e nè, bô e nè, bình xăng con nè. Đó, nguyên đóng đồ này em thanh lý cho anh em 200.000 nha, 200.000 cho mã số 3 nè, đóng luôn nha anh em, 200.000 một đóng luôn. Đó cho mã số 3, thanh lý 200k chưa, mã số 3 nha. Qua mã số 4 nè, đây mã số 4 thì có một đóng tay lái. Đây, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó, 10 bộ rơi vào khoảng 6 bộ tay lái á, 6-7 bộ đó nha, 200.000 luôn nha, 200.000 luôn cho mã số 4 ha, mã số 4 nha, 200.000 nè. Rồi mã số 5 này, mã số 5 thì có cái gì, bình xăng con, bình xăng con này Nhật Bãi nha, bình xăng con này Nhật Bãi rạ máy đủ loại nha nè, trên dưới có hết nha, trên dưới xéo có hết nha, 1 2 3 này. Có cái IC lửa nè, đây 4 5 6 7 8 9 10 12 cái, 12 cái với vớ lắp xăng với cổ xăng luôn. Rồi 30.000 cái nha, 30.000 cái em tính 12 cái này tính là 360, tính 350 cho cái đống này, cho mã số 5 là bao gồm có dây ga luôn nha, dây ga cũng có đem cuốn vô đây luôn nha, mã số 5 này. 350 ha, rồi rửa tay đi, rửa tay nghỉ. 350 cho mã số 5 nha. Rồi mã số 6 nè. Mã số 6 có cây cần ba lô tôm nhỏ. Đây. Tôm nhỏ thì đẹp nha, tôm nhỏ thì đẹp, nó hơi cứng nè, về kiểm tra lại cho em nha. Mã số 6 nè, thùng đẹp nè. Đó, thùng đẹp ha. Đây. Lưỡi với đầu với cản ok luôn. Rồi, 200.000 luôn nha anh em. 200.000 cho mã số 6 nha. Mã số 6 200.000. Mã số 7 nè, có con cái cỏ nè, con này cũng không biết con gì luôn, máy giật có hơi ha. Đây con này hiệu của nó đây nha anh em, mã số 7 ha, nguyên con nha. Đó, có đầu bò luôn, có đầu bò luôn, không có tay lái nha, có dây gà mới lấy thôi. Đó, ok. Rồi, như cái con này thì em bán cho anh em với mức giá là 290.000 nha, 290.000 nguyên con luôn nha. Đó, nội cái tum với cái đầu bò không là đủ tiền. Còn máy nha, 290.000 cho mã số 7. Đó, mã số 8 nè, chung rẻ anh em cứ tranh thủ mà mua nha. Mã số 8, hai cây cần của thằng Hitachi nha, Hitachi 33 lăn nha nè, hai cần này lăn, nhưng không có đầu bò nha, không có đầu bò. Đó, cây này em tính cho anh em là 90.000 cây, hai cây là 180.000, hai cây này 180.000 ha. Rồi mã này mã số 8, hai cây nha, hai cây 180.000. Rồi qua mã số 9, đây mã số 9 có một cục này đi đây, KT 15 hơn 18 gì đây không biết nha.
đó, có một cục thôi. Rồi cục này tính anh em 170.000 nha. 170.000. Cục này lăn nha, lăn ok. Đó. Đây, mã số 9 nha, 170.000. Ok chưa? Rồi lên mã số 10 nè. Mã số 10 có con máy cần câu nè. Đây. Echo gì 141 gì đây, con máy cần câu nha. Mình nó độc lạ vãi. Độc lạ lắm anh em. Đây. Đó, ok chưa? Con này mình săn rồi. Đó, ok, dây giật tuột ra luôn. Rồi con này bán cho anh em là 200.000 luôn nha, 200.000 luôn. Cho mã số 10 200k. Được chưa? Ok, dễ lấy. 200k cho mã số 10. Rồi lên mã 11 nè. Mã 11 có đầu rubin ha. Đây. Rubin này NB02 nha. NB02. Cứng ngắt máy luôn. Cứng máy nha. Này. Cứng máy. Rồi cục này bán cho anh em 190.000 nha, 190.000. Đó, về dư sức lấy đồ nha anh em. Mã 11. 11 ha. 11. 190. Mã 12. Cục này cục TG nha, TG18 bố đẹp. Ok chưa? 12 bố đẹp, ok nè. Con 12 này thì nồng nít rồi đẹp nha anh em, nồng nít rồi đẹp. TG18 với 20 gắn chung được nha. Rồi cục này bán cho anh em 180.000 nha anh em, 180.000 luôn. Đó, rẻ là đi hết nha. Giật được ok, có lửa nha anh em, lửa nè. Đó, 180.000 cho mã 12. À, mã 12 nè. 13 đây. 13 có con Tanaka nha. Tanaka chữ A còn lửa này. Đó, còn lửa này. Con này nồng đẹp nha, cái tông đẹp nè. Cái tông nồng đẹp lắm. Rồi cục này bán cho anh em 170.000 luôn ha. Mã 13. 170.000 nè. Mã 14 nè. 14 là cục này cục TD33. Cục 14 này TD33, cục này bán cho anh em 100.000 thôi. Nha, 100.000 nha, bị cứng máy nha. Về mở ra kiểm tra. Em nhìn trong đây là bích tông đẹp nhưng mà chịu khó lấy thôi. Để mình làm lại nha, 100.000. 100.000 nha, cho cục 14. 15. Rubin. Rubin NB25. Cứng ngắt luôn. Cứng máy ha. Rồi 150 nha anh em. 150 ha, mã 15. 150. Mã 16 nè. Mã 16 là con Echo 30 nè. Con này 30cc rồi, 30cc rồi nha. Con này lăn nè. Lăn mà lăn cái kiểu gì không biết. Có hơi nha, lăn có hơi nha. Rồi 16. Đó, con ba lô trên vậy thôi anh em. Rồi con 16 này tính cho anh em 300.000 nha. 300.000, nó nguyên cục luôn. 300.000 cho mã 16 ha. Nó đều lấy chút đi. 16 300.000 nè. Mã 17 nè. Mã 17 có hai cục nha, cục Hitachi. Hitachi 33. Với lại cục này cũng tương tự Hitachi luôn, còn bố ha. Có hai cục. Hai cục tính 200.000. Hai cục này tính 200.000 cho mã 17 nha anh em. Giá rất quá rẻ rồi anh em. 17, mã 18 ha. 18 hồi đó là mấy nhóc này, nó rã đồ nè ha, rã đồ, rã mấy ốc cần nữa anh em. Ốc tôm cần á, ốc này là ốc tôm cần nha, ốc 6 ly á. Đây nè, rã biết bao nhiêu máy nè. Nhưng mà có nước mưa vô thì nó hơi ten. Về mình xử lý dầu rồi qua mình đánh lại là ok hết. Được chưa? Đó, đánh lại ok hết. Rồi, nhiều đây em bán cho anh em là 250. 250 nha, cho mã 18. Anh em nào lấy chốt 250 nha, cho mã 18 đó. Ok. Rồi, lên cho anh em mã 19. Mã 19 nè. Con mớ bù đi bãi nè. Đây, bù đi bãi tháo máy nha anh em. 2 nè, 4, 6, 8, 10, 13 cái. 13 cái tính 10 cái nha, 10 cái 30.000 nha anh em. Cái 30.000. Rồi như đây tính cho anh em là 300k nha. Cho mã 19 300k. Mã 20 nè. Rubin nha, Rubin NB23 nè. Con này Rubin cũng 23 luôn, 23cc luôn. Hai cục này tính cho anh em 300.000 nha. Hai cục này 300.000, về dọn lại thành một chất lượng đó anh em. Hai cục 300 nha. Hai cục này 300 cho mã 20 chưa. 300.000. Đó, là cho anh em mã 21 nè.
Mã 21 này lộn xộn nha, nói chung là lộn xộn. Đó, anh em làm nghề muốn tận dụng được gì tận dụng nha anh em. Lộn xộn nha. Trong đây được cái lock ring này, lock ring của Estin luôn nha. Estin này của 038 á nha. Đó, ok. Rồi đây, lộn xộn vậy ha. Một đống đồ đó. Máy tum của Maru rồi đó nè ha. Rồi mã này 21 nha anh em. Rồi này chỗ này tính anh em 300 ngàn nha. 300 ngàn. Nội cái lock này không là được 300 ngàn rồi nha. 300 ngàn. Rồi ok. Đó, cái này 60 ngàn nữa nè. Ok chưa? 300 ngàn cho mã 20 mấy thôi. 21. Rồi mã 22 nè. 22 là một đống xích nha anh em. Em đếm thôi nè. 1 2 3 4 5 xích này còn dày nè anh em. Xích này cũng mới nè. Thấy không? 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16. Rơi tầm khoảng 16 17 cộng á nha. Một cộng như vậy em tính cho anh em là 25.000 nha. Đó. Thì chỗ này em bán là anh em là 300.000 nha. 300.000 cho mã 22 nè, 300.000 cho mã 22 được chưa? Rồi qua mã 23. Đó, nguyên con sâu bò luôn. Không để ý là bóc vô là ngứa thấy mẹ luôn nè. Bò đi em ha. Ok. Mã 22 23 hả? 23 chỗ này em tính cho anh em cũng nói chung xem nha anh em. Chỗ này em tính cho anh em là 250 nha. Cũng nhiều quá. 250 cho cái chỗ 23 nha. 23. 250 chỗ này nha. Đó, bên này 22 nè là 300. Bên này 23 là 250 nha, 250. Còn lấy hết đóng luôn là 550 bao ship nha. Lấy hết đóng này là 550 bao ship được chưa? Ai quả 24. 24 nè, trước tiên có cây lam đi. Cây lam này, cây lam đinh tông. Đó, nó cong nè, thấy không? Đó, cong nè. Đó, một nè. Chụp giật thì có một cái. Đẹp nha, hai cái Kawasaki nè. Ba cái nè, Echo nè. Này của không biết bốn cái. Đó. Một cái ổ cướp. Một cái bình xăng quên rồ bãi nè, một kim nè. Đây. Bình này thì hư rồi nè, bình này bỏ qua đây, bình này mất tiền lắm. Bình này bỏ qua luôn. Hai bình này thôi. Đó, ok. Mã 20 21 hôm. Mã này 25 hả? Thì không nhớ luôn. Rồi mã 25 thì nhiêu đây nha. Nhiêu đây mã 25, được chưa? Em tính sơ sơ cái chỗ này thôi, em tính 200 ngàn nha, 200 ngàn cho mã 25. Rồi qua mã 26. Đây, 26 là bộ áo nè. Bộ áo của thằng TG18 nha, áo vàng nè, áo tôm với lửa ha. Rồi mã 26 này 100k nè. Mã 26 này 100k nha. Mã 27. 27 có cục Kawasaki nè, cục này KT mấy đi. Cái tên này 17. Cái tên này to nha. Lăng ok. Con này bê tông cực đẹp luôn. Bê tông anh em, cực kỳ đẹp luôn anh em. Bê tông xịn sò lắm nha, đẹp lắm. Rồi ok. Như cái con này thì anh em nào lấy em tính cho anh em 190.000 luôn nha, cho mã 27. Chưa, bán rẻ 190.000. Rồi qua mã 28. Mã 28 thì có một cái tay ga bóp của thằng Honda nè. Đó, một bộ bố bãi nhỏ nè, hai bộ nhỏ nè, ba bộ nhỏ nè, một bộ lớn nè. KS, KSK luôn nha anh em, xịn nha. 4 nè. Đó. 5 nè, phít nhôm nè, bánh răng nè. Ok chưa? Rồi chỗ này em tính cho anh em là 250. 250 cho mã 28, 28 29 gì ta? 28 đi, 28, 25, 26, 27, 28 đúng không ạ, 28. Và mã 29 này, 29 này, cục này cục TG, TD, TD 18. Rồi cục này bán cho anh em 170.000 nha, 170.000, máy lăng ok. Mã 29, ha, 29, rồi lên cho anh em mặt 30. 30 đây, 30 có cục này, KT 15, ha. Rồi lăng ok luôn. Lần ok luôn nha, có hơi nha. Rồi ok. Rồi cục này bán cho anh em 130.000. Cho mã 30 ha, 30. Rồi ok, lên cho anh em đủ 30 mã linh tinh đó. Anh em coi hốt được mã nào thì hốt cho em nha.
rồi đợi đến chiều em sẵn ra em lên tiếp nha anh em. Ở đây em sẵn, đây sẵn phụ tùng đây, nhiều lắm đó, nhìn vậy chứ nó nhiều lắm anh em, nhiều lắm, cho nên là sẵn không thể nào hết nổi đâu anh em ạ. Dạ anh em có mua thì liên hệ số điện thoại 034 434 1710 để mua hàng nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh cho em nha, cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi, bye bye anh em.